Mới đây, trên mạng xã hội share hình ảnh và đoạn clip lưu lại cảnh nhóm 4 người lũ ông khỏa thân đi mô tô trên đèo Mã Lý. Không chỉ vậy, 4 người này còn khỏa thân đứng tự sướng ngay trước tòa nhà 7 tầng Mã Panorama khách sạn gây tranh cãi dư luận suốt thời hạn qua. Trong số 4 người lũ ông, dân mạng tiện lợi phân biệt một Facebooker nổi tiếng có sức tác động trên tên huyện. Hành động này của huyện khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Nhóm khác nước ngoài chạy mô tô trên đèo Mã cho thấy thêm khỏa thân vì mục đích đảm bảo an toàn môi trường. Hình ảnh cắt từ clip. Trước những chỉ trích gay gắt từ xã hội mạng, sau ít giờ đăng tải, đoạn clip trên đã mất tích khỏi trang cá thể của người đăng tải. Mặc dù vậy, nhưng hình ảnh phản cảm của tập thể nhóm khác nước ngoài vẫn đang thường xuyên được share trên những diễn lũ với những lời bình, chỉ trích dữ dội. Trước sự việc ồn ào trên, trao đổi với phóng viên sáng 9 tháng 10, thay mặt đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc cho thấy thêm, địa phương đã thâu tóm được thông tin về vụ việc này. Chiều qua sốt chúng tôi thấy trên mạng xã hội đăng tải những hình ảnh phản cảm của một đội nhóm người. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm để nắm thông tin, vị lãnh đạo nói.